Samia, bà đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng rồi. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau Thu tiền. Dạ, cảm ơn quý khách, rất nhiều. Thu tiền. Dạ, tiền đâu chị? Dạ, cảm ơn chị. Đây nè, mấy bạn coi nè, hiện tại chúng ta đang có hơn 11.000 đô mấy bạn ơi. Mà 1.000 đô là 20 mấy triệu. Mà 11.000 đô có nghĩa là chúng ta đã kiếm được hơn 200 triệu rồi. Trời ơi. Yes. Giàu rồi đó, mà đang giàu rồi đó. Đúng rồi. Đây mấy bạn xem đây, hiện tại nha là mình đang có rất là nhiều vàng máy tính ở đây. Đó, bạn thấy không? Ui, chị này chơi Minecraft nè. Ui mọi người, chị này chơi Minecraft nè mọi người. Chị này xuống dưới địa ngục nè. Trời, chị đang đi mai nè sao nè. Wow, hay quá chị ơi. Đó, ở bên đây mình có thêm hai vàng PC xịn nè các bạn. Đây nè, bạn coi nè. PC này xịn hơn PC bên này nha. Đó, cho nên là đúng rồi, VIP hơn, cho nên là bây giờ hiện tại bọn mình đang thu được rất là nhiều tiền luôn. Chúng ta sắp trở thành người giàu nhất rồi bạn ơi. Dạ. Ủa, có Long Công nữa hả? Ông giới thiệu mấy thứ mới đi, tôi thấy quá trời đồ mới nè. Đúng như vậy, như Sammy đang thấy thì hiện tại chúng ta ở đây, mình đã thuê một anh mascot đứng ở trước nhà chúng ta để nhảy các bạn ạ. Thì cái anh này anh đứng ở nhảy anh múa quạt á, thì sau đó khách sẽ vô, hiểu không? Đó. Ở đây thì mình có thuê thêm anh bảo vệ đẹp trai của chúng ta nữa đó. Trời ơi, vẫn là anh bảo vệ đẹp trai này nha các bạn nha. Hello anh. Sáng nay hình như anh ăn bún đậu mắm tôm hay sao á, hơi mùi nha. Ok rồi, bây giờ nói chung là gọi là chị ta, tiệm của chúng ta hiện tại là đang rất là khấm khá, làm ăn rất phát đạt các bạn ạ. À, hiện tại đang có 11.000 đô nè. Bây giờ nha, tôi nghĩ thế này nè Sam, chúng ta sẽ đi vay ngân hàng, mình sẽ vay ngân hàng thêm gọi là mấy ngàn đô nữa để mình mở một cái tiệm thật là to luôn. Là mua cho rộng hả? Cái tiệm hơi chật nha. Tại vì Sam nhìn nè, cái tiệm bọn mình bây giờ là full máy rồi nè, khách ngồi là full máy rồi, không có chỗ cho khách ngồi nữa, nên là mình phải nâng cấp cái tiệm của mình lên đó bạn ơi. Ok rồi, cảm ơn mọi người nha. Mua mặt bằng bự hơn. Đúng rồi, mua mặt bằng bự hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên máy tính nè. Đầu tiên là mình sẽ bấm vào trong cái phần này, sau đó chúng ta có thể mở rộng nhà của chúng ta ra. Ví dụ như cái này mình sẽ mua nè. Rồi, mở ra coi rộng. Ôi, rộng hơn rồi đó. Rộng hơn rồi nè, rộng hơn rồi nè đó. Wow. Nguyên cái khu này để chúng ta có thể xây luôn nè các bạn. Wow. Wow. Rộng hơn nữa đi ha. Mình còn nhiều, tiền mình còn 1 triệu mà. Đây nè. 6.000 luôn hả? Đắt nha. 6.000 đắt nha. 6.600 đô để có thể mở rộng thêm, mà tôi nghĩ rộng như đây chắc là cũng vừa rồi. Chứ rộng quá cũng hơi mệt. Rồi ok. Ok rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ tôi nghĩ thế này nè Sam, PC ở chỗ mình tàn PC cùi bắp à. Bây giờ mình bán hết đi. Mình bán hết, mình lấy tiền đó mình mua PC xịn luôn. Ồ, nâng cấp PC hết luôn hả? Đúng rồi. Ok rồi, không? Rồi, em như nâng cấp PC sẽ được cái gì không? Nâng cấp PC thì mình sẽ được nhiều tiền hơn, mình kiếm được nhiều tiền hơn. Bác lao công kìa. Đúng rồi, bác lao công, bác ấy gọi là quét dọn giúp mình đó, mình không cần làm gì hết. Giờ là mình thành chủ rồi, hiểu không? Ok. Rồi ok. Bây giờ tạm thời là mình sẽ đóng cửa tiệm của mình lại, không cho khách vô nữa để mình dọn PC nha các bạn nha. Thôi bây giờ như này đi, mình tranh thủ trong lúc giờ đang trời tối nè, mình đóng cửa tiệm để mình về nhà mình gọi là đi ngủ một cái, rồi sáng mai mình đến đây mình nâng cấp nhà mình cho nó xịn ha Sam ha. Ok, chốt đơn. Ok, chốt đơn đi. Rồi bây giờ mình về nhà ngủ nha các bạn nha. Đây đóng cửa lại nè. Đóng cửa tiệm. Rồi, bye bye anh bảo vệ, bọn em về nhà ngủ nha anh. Bye anh. Sao nói chuyện với ổng là ổng phải sát cái mặt ổng vậy? Thì mình nói chuyện với người ta mình phải nhìn vô mặt người ta chứ. Ủa nói sao, ví dụ tôi nè, ví dụ tôi nói chuyện với Sam nhìn mặt vậy nè. Ok nha, ok nha. Kêu à. Thôi về nhà ngủ nè. Ok, ngủ một giấc sáng mai dậy dọn nhà các bạn ơi. Rồi, tỉnh giấc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra cửa tiệm. Ủa cái gì đây? Sao có nguyên cái bill gì 1.300 đô trên đây vậy? Trời ơi, nhiều tiền á. Tiền nước đó. Sao biết tiền gì không? Tiền gì vậy? Tiền á là tiền thuê chú Hề nè, thuê anh này nè, thuê cô lao công nè, trên đất vậy đó. Trời luôn. Một ngày 1.000 đô luôn các bạn, thấy ghê chưa? Đi ăn đi uống kìa, khát nước rồi kìa. Quên, từ từ phải đi uống miếng nước cái đã, mình đang bị khát nước với đói bụng mấy bạn sáng, ơi. Ăn sáng. Rồi, mở cửa ra nè. Hello chị. Rồi. Lần này em giàu rồi chị ơi. Chị bán cho em một dĩa sushi đi. 80 đô hả? Thôi rẻ quá vậy. Mua dĩa sushi ăn cho nó ngon nè. Nước đắt nhất là nước gì vậy? Uống thêm ly cà phê. Đó, trời ơi quá ngon luôn. Rồi cảm ơn chị nha. Giờ em giàu rồi chị ơi. Mình sẽ qua đây, mình sẽ bán hết mấy cái vàng PC cũ này của mình. Đây ở bên đây nè, bên đây có bán đồ second hand. Second hand là bán đồ cũ đó. Rồi mình đem qua đây mình bán. Rồi em bán cái tivi này nhiêu tiền anh? Hả anh ơi? Gì chọi mặt anh trai đây. Tại anh không nhìn tôi phải chọi cho anh thấy nè. Anh ơi, thấy rồi, rồi anh thấy rồi hả? Muốn bán cái này thì sẽ là bán cái giá 23 đô hả? Sao rẻ quá vậy? Thì đồ cũ mà, thông cảm đi, đồ dùng rồi. Rồi ok, cũng được, bán luôn nè. Vậy giờ là phải bơi qua hết cho ảnh mới được nha. Trời ơi.
rồi. Ok rồi. Cái này mệt á, coi bộ mệt á. Rồi bây giờ là sẽ bơi cái thùng nè. Mình sẽ bơi từng món qua vậy luôn hả? Trời ơi, gì chuột đồ luôn hả? Trời ơi mệt quá. Nè anh ơi, cái thùng PC nè, rồi anh để em xíu nha, còn nhiều lắm anh ơi. Nè khinh nguyên cái bàn qua chảnh luôn nè. Đem cái bàn qua. Mua bàn mới luôn. Mua bàn mới luôn, mua bàn xịn luôn, hiểu không? Nè, bàn nè. Cải tổ nguyên cái quán net luôn mà. Đúng rồi, quán net mình bây giờ sẽ là thành quán net xịn luôn bạn ơi, không thể nào là quán net cùi bắp được, bán cái ghế luôn. Nè, bán cái ghế luôn. Bàn phím con chuột bán hết luôn. Đó, không trừ cái gì hết các bạn ạ. A few moments later. Trời ơi mệt quá các bạn ơi. Từ sáng đến tối luôn các bạn coi nè, trời ngoài tối luôn rồi nè. Đó tôi làm việc nguyên một ngày luôn để tôi có thể đem hết cái đống đồ qua bên đây. Tôi cũng mệt quá trời luôn. Bà mệt quá hả? Bà nãy giờ bà ngồi nhìn không mà có làm gì đâu, mệt. Mệt chứ, ngồi tôi bốc bánh tôi ăn nè, mệt chết. Trời ơi, bà ăn bánh mình bả luôn các bạn. Trời ơi trời, thôi sao rồi, bây giờ tôi sẽ vô bán trong này để coi hết đống PC này của tôi được nhiêu nè. 942 đô hả? Rẻ quá ta, nhưng mà thôi bán luôn. Hả? Đúng rồi. Đúng vậy mà 900. Đúng rồi. Bây giờ hiện tại chúng ta đang có khoảng 12.000 đô nha các bạn. Bạn đang thấy nè, chúng ta đang có 12.000 đô. Nhưng mà chúng ta sẽ phải lên đây để chúng ta trả nợ. Đây từ từ để xem coi trả nợ nè. Trời ơi 2.000 đô. Trả nợ hết 2.000 đô nha các bạn. Rồi em xong. Vậy coi như là mình bán 1.000 đô, mình bán 1.000 đô thì mình lỗ hơn á. Đúng rồi, bây giờ mình còn có 9.800 đô rồi, cho nên bây giờ không còn quá nhiều tiền, cho nên mình đã có cách này rất là hay các bạn. Mình sẽ đi vay ngân hàng nha các bạn nha. Vay đúng rồi. Chúng ta có thể vay ngân hàng 1.000 đô, 2.000 đô, 5.000 đô hoặc là 10.000 đô, nhưng mà vay là có tiền lãi nha. Nè, 2,5% là một ngày nè, có nghĩa mình vay 1.000 đô, 10.000 đô đi là một ngày mình phải trả 250 đô. Cũng được. Rẻ mà đúng không? Ừ, thôi luôn nha, mua mình vay luôn nha. Vay vay nè. Ok. Rồi, tiền của mình hiện tại đã tăng lên được 19.000 đô nha các bạn nha. Quá trời vậy. Nhiều rồi đó. Vay luôn á. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lên để mình mua máy tính xịn đi. Ok, hôm nay mình làm việc xuyên đêm luôn, khỏi ngủ luôn. Ok, đầu tiên thì mình mua 2 sao hay 3 sao xong nhỉ? 3 sao. 3 sao luôn hả? Ok, cái bàn 3 sao nè, cái ghế 3 sao nè, cái thùng PC 3 sao nè, cái màn hình 3 sao nè. Ủa, màn hình này có 2 sao vậy? Màn hình 3 sao nè, mà bàn phím 3 sao nè, chuột 3 sao luôn. 3.279 đô cho một bộ PC như vậy, có nghĩa là chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang có 19.000 đô đúng không? Là để có coi mình sẽ nhân mỗi cái lên làm 2 coi. Rồi, nhân 2 lên nè, 2 bộ chúng ta tốn 6.000, vậy chúng ta có thể mua được khoảng 4 bộ á sao? Mình sẽ mua 4 bộ xịn đi. Ok, 4 bộ máy tính xịn nha. Đó là 13.000 đô cũng được, đúng không? Mua thêm đi, mua thêm bộ đi. Bộ nữa hả? Là 5 bộ luôn hả? Nhiều quá vậy. Mình có thuê tiền, mình có nhờ tiền ngân hàng mà. Nè là 16.000 đô nè, bây giờ mình còn có 3.000 đô thôi đó. Trừ 3.000 đô lại để mình sơn đồ, cái kiểu đó, đó. Rồi, mua. Ok. Trời ơi, quá trời luôn, 13.000 đô thì mua tia rồi là mua đồ mấy bạn ơi. Đó, mình mới vừa bỏ một số tiền rất lớn để mình đầu tư cho cái gọi là tiệm net của mình đó mấy bạn. Trời đó, hàng xịn, hàng gì. Rồi, hàng dời nè, bộ PC siêu xịn của chúng ta. Anh ơi, cái này PC xịn đừng chọi nha anh nè, tôi biết cái nào anh cũng chọi mà, thấy chưa, biết ngay mà chọi, chọi nè, trời ơi, chọi, trời ơi. Đồ đó đó rồi xong giỡn, trời ơi đồ xịn hay đồ dởm gì anh cũng chọi hết các bạn ơi, anh không thương hoa tiết ngọc cái gì cả. Ồ, cái bàn, những cái bàn là nhìn rồi. Là biết là gaming liền, nhìn cái bàn là biết xịn rồi nè, đặt cái bàn ra nè, trời ơi bàn nè. Có mùi gì ta, mùi gì ta, mùi tiền, mùi tiền các bạn ơi. Trời ơi xịn quá, xịn quá. Rồi cái này là cái ghế nè, trời ơi quá. Cái ghế cũng ngồi đẹp nữa bạn ơi, cái ghế này khách ngồi thoải mái luôn, êm mông luôn, êm mông luôn, trời ơi quá đã mini ơi. Rồi tiếp theo là gì đây, màn hình. Trời ơi tôi háo hức quá, tôi háo hức lắp được full bộ này quá. Ok, wow, màn hình vẫn đẹp nha. Con chuột nè. Con chuột màu xanh lá cây luôn. Kiểu nha, chuột là chuột xịn nha. Màu mè quá. Đây nè, bàn phím nè. Ủa sao bàn phím vẫn y cũ vậy? Màu phím, màu phím, màu phím nhìn là đẹp hơn mà, nhìn thấy không? Đẹp hơn không? Đó. Ồ, hình như bàn phím này xịn hơn đó. Bàn phím này biết bàn phím gì không? Bàn phím gì? Bàn phím của Apple đó. Gì bàn phím của Apple luôn hả? iPhone đó, iPhone đó, cái iPhone đó, tôi nhìn tôi biết mà. Nè, còn cái này là thùng PC nè. Ôi hào, một bộ PC toát lên mùi tiền các bạn ơi. Với cái bộ PC này chúng ta nên để giá tiền là bao nhiêu đây? Sammy nghĩ mình cho ta thuê giá bao nhiêu? Tầm 20 hay là 30 đi. Bây giờ hiện tại là PC của chúng ta là PC này là PC xịn mà 3 sao lận thấy không? Cho nên tôi nghĩ là mình sẽ để thuê với giá là 30 đô. 30 đô một giờ nha các bạn nha. Đó, ai thuê thì thuê. Đấy, ok rồi. Bây giờ mình sẽ xếp cho xong full hết bộ PC này rồi chúng ta sẽ tiếp tục video các bạn nha.
Rồi, ok bạn ạ. Và sau 15 phút đồng hồ thì bây giờ mình đã xếp xong 6 vàng máy tính của chúng ta đây. À, thật ra là có 5 vàng nhưng mà hồi nãy mình mới mua thêm 1 vàng nữa là 6 vàng các bạn. Đó. Nhìn giống gì không? Giống gì? Giống như là lớp học tin học vậy đó. Cái gì mà lớp học tin học? Cái này là tiệm net hiểu không? Đây nè, bây giờ nè, mình sẽ mở ra để mời khách vô nha các bạn nha. Thì bởi vì vàng máy của bọn mình là vàng máy 3 sao cho nên là mình quyết định mình để giá là 29,999 đó cho nó khuyến mãi 1 đồng đó, ok. Rồi, hy vọng là khách sẽ vô chơi đông đông và mình có thật là nhiều tiền. Mới mở là có một vị khách vô liền luôn. Dạ chào chị. Ơ nhưng mà hơi tối nha. Chắc em mua hai bóng đèn lắp vô sao nhỉ? Dạ chào anh, mời anh vô. Trời ơi nó hơi tối để em mua hai bóng đèn em lắp vô cho anh chị. Ok. Ba sao là mình phải sáng trưng chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, mua tiếp nè. 1 2 3 ba bóng đèn nữa. Ok. Để cho nó đặc biệt hơn nữa bạn thì mình quyết định là mình sẽ mua thêm đèn led nữa nha các bạn nha, để trang trí nha. Đâu ta? Mình sẽ mua thêm mấy cái hình led này nè để mình gắn vô trong tiệm của mình cho nó đẹp nha các bạn nha. Đó, coi hiểu nhiêu tiền nè. 359 đô hả? Mua luôn. Mua để lắp cho nó đẹp các bạn ơi. Đó. Ok, cảm ơn quý khách nhiều. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị. Wow, nhiều tiền quá. Dạ, mọi người đang chơi bằng màn hình xịn cho nên ai cũng thích hết sao mà. Đó, thấy không? Xịn quá trời xịn luôn. Màn hình xịn mà. Đó. Ui, anh này bắn đột kích luôn nè. Wow, xài barret luôn hả? Ghê vậy. Ok rồi, thu tiền, thu tiền. Wow, toàn 50 mấy đô không. Ngon ngon ngon. Kiểu này là cũng nhanh nhanh quờ vốn được rồi đó. Đây, bóng đèn cửa về đây. Ok, mình sẽ lắp bóng đèn cho khách nha. Lắp ở đây một cái. Ok. Rồi, lắp bóng đèn xong bây giờ sáng trưng rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ lắp đến cái tiếp theo là đèn led. Ok, lấy cái đèn led. Rồi, mình sẽ lắp đèn led vô như thế này đi. Đó, cứ lắp đại thôi cho nó đẹp là được. Rồi lắp thêm cái trái này vô. Đó. Lắp gì có ý nghĩa trơn vậy? Lắp thì gì? Thì cái này mình mua mình lắp lên thôi, cần gì ý nghĩa sao? Đó, lắp vô thôi. Đây mua cái dòng mũi tên. Màu màu vậy đó. Đúng rồi, màu màu vậy thôi, giống kiểu là chỉ đường nè. Ờ chỗ này là chỗ chơi net nè, đó mình chỉ đường thôi chứ có gì đâu. Rồi đó, xong mình để đây nè, chỗ này là chỗ tính tiền nè, đó. Ok. Chỗ này là chỗ tính tiền đó, cái kiểu vậy. Hợp lý quá vậy. Bùm nè, ok, sẽ lắp cho đây. Rồi, đó gì cũng đẹp rồi. Ok, cảm ơn quý khách nhiều. Cảm ơn quý khách, cảm ơn quý khách. Trời nhiều tiền quá. Ê, có người trả 100 đô luôn kìa. Đó, thấy không? Trời ơi, máy xịn mà người ta vô chơi chơi nhiều nhiều là mình sẽ được nhiều tiền sao, hiểu không? Đấy, ok. Wow, chúng ta đang nhận một cái bill 1.800 đô. Trời ơi, tiền lãi ngân hàng nữa. Không có tiền trả. Hết tiền trả rồi. Thôi thôi, ngân hàng đợi em xíu nha, để em cho khách chơi nhiều tiền rồi em trả được mà. Chứ giờ em hết tiền rồi ngân hàng ơi. Trời ơi. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Đây bây giờ mình sẽ đứng đây mình thu tiền của người ta nhiều nhiều rồi chúng ta sẽ quay trở lại tiếp nha bạn nha. Không biết là sau ngày hôm nay chúng ta sẽ thu được bao nhiêu tiền đây. A few moments later. Dạ cảm ơn quý khách. Cảm ơn quý khách. Dạ cảm ơn. Trời ơi mệt quá. Tính ra từ sáng giờ mình cũng được khá khá tiền các bạn ạ. À. Được đến tận 3.650 đô luôn. Nhưng mà đứng đây thu tiền từng người thế này mệt quá. Trời ơi, cứ ai đến đây đưa tiền là thu cái này. Thu tiền nhiều nó cũng mệt các bạn ạ. À. Thiệt luôn á, lúc mà không có tiền cũng mệt. Mà lúc mà có nhiều tiền quá cũng mệt là sao ta? Sao? Gì có một cái máy gọi là tự động thu tiền mình nhờ. Ủa tự động thu tiền được mà. Có hả? Có. Nhưng mà hơi đắt tiền xíu thôi. Đây nè, ở đây chúng ta có một cái chỗ là tự động thu tiền nè, nhưng mà giá đến tận 2.400 đô lận. 2.400 luôn. Đúng rồi. Thôi chắc là mình cứ chọn cái máy đi cho nó thu tiền cho mình là trong lúc đó mình đi nằm mình ngủ đi ha. Chứ được. Giờ mình thức mình chờ vậy mệt quá. Đúng rồi. Ok rồi, thôi luôn. Rồi. Tự động thu tiền luôn hả? Giờ là nó tự động thu tiền luôn đó. Đâu? Đây nè, có mấy quạt thẻ nè. Anh chị ơi, cảm phiền lần sau đến đây là quạt thẻ vô cái máy này giúp em nha anh rồi, chị nha. Rồi, mình test thử coi. Ok, rồi để mình test coi có ai đến trả tiền không. À, có ai nào đó đến trả tiền giúp em được không ạ? Đây có chị nè, chị ơi, chị có thể nào đến trả tiền giúp em được không? Chị tịch thu cái màn hình của chị luôn nè, chị lại chị trả tiền giúp em cái. Ủa? Chị qua chỗ khác đi chơi luôn. Ủa chị? Sao chị qua chỗ khác chị ngồi chị chơi cà vậy? Cà phê luôn. Trời, cái chị này chị không thèm quan tâm luôn. Mình lấy màn hình của chị mà chị qua kia ngồi luôn. Trời ơi. Thôi không sao không sao. Giờ đứng đây đợi có ai trả tiền nè. Hiện tại bây giờ đang là 0 đô nha các bạn nha. 0 đô today. Đây là 0 đô nha. Bây giờ mình sẽ đợi. À đây. Rồi. Quẹt thẻ đi chị. Wow. Chúng ta sẽ được 13 đồng nữa. Hay wow. Hay quá vậy ta. Hay đó, hay đó. Ok, được rồi. Vậy là bây giờ trong lúc mọi người chơi, mọi người chỉ cần vô máy ngồi, ngồi xong qua đây quẹt thẻ là xong. Mình không cần thu tiền luôn. Ê, nhìn về nhà đi ngủ luôn. Và ở đây thì có anh bảo vệ đứng đây canh rồi, mình cũng không sợ ăn trộm luôn. Đúng có rồi. Cô lao công cũng giúp mình dọn dẹp. Đó, thoải mái luôn. Đó, đến quẹt thẻ cái là xong. Trời ơi. Thích dữ vậy. Quá đã bạn ơi. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ đi ngủ một cái. Tí nữa mình tỉnh dậy coi là mình qua đây mình coi mình được bao nhiêu tiền nha bạn nha. Ok, thôi đi ngủ đi ngủ trời đi ngủ. Trời ơi, lần đầu tiên làm việc mà không cần canh quán các bạn. Cái này là người ta cái này ta gọi là thời đại 4.0 các bạn ạ. À. Nằm thôi cũng có tiền đó, kiểu trời ơi đã. Ok. Rồi, rồi đi ngủ thôi. Hey. Vô khỏe. Later. Rồi, ok mini ơi, hiện tại bây giờ là mình đang có khoảng 3.769 đô. Yeah, quá đã luôn mini. Nhưng mà mình nợ đến tận 3.500 đô lận.
Là bây giờ mình trả sẽ còn 200 đô. Đúng rồi, mình trả tiền nợ cái mình còn có 200 đô à. Thôi bây giờ mình như thế này đi, tiền nợ mình để từ từ mình trả. Bây giờ mình trang trí cái tiệm của mình cho nó đẹp hơn đi, rồi sau đó mình trả tiền sau nha. Ngân hàng cho bọn em thiếu nợ thêm xíu nữa nha. Khi nào có tiền bọn em trả. Chứ bọn em nghèo quá. Đúng khổ luôn á. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ sơn lại cái tường của cái tiệm chúng ta y hệt như là hồi nãy luôn nha các bạn nha. Đây bây giờ các bạn coi nè, nguyên bức tường búng tay cái xong nè. Hết tường chiếu xong rồi nha mấy ní. Đó đẹp chưa, đẹp chưa. Hiện tại bây giờ mình đã sơn lại với cái màu tím và màu xanh của chúng ta, cái sàn mình cũng sơn lại hết luôn nè các bạn. Đó hơi tốn tiền xíu nha, giờ còn có 1600 đô à, hơi tốn tiền xíu nhưng mà không sao, nâng cấp tiệm net từ từ chúng ta sẽ giàu lên, các bạn hiểu không? Đây okay. Bây giờ mình sẽ mua đến cái phần tiếp theo nha, chính là chậu cây, đúng không? Phải có chậu cây trang trí thì tiệm net mình mới đẹp, xong hiểu không? Đúng rồi. Đó. Chậu cây vô giống như phong là toàn cây không mấy bạn. Đúng rồi, phong là toàn cây luôn á. Bây giờ để coi coi, Phong nghĩ là mình mua mấy cái chậu rẻ thôi, tầm 139 này đi ha. Mua tầm 4 chậu đi. Đó, 4 chậu. Để cho nó nhìn nó tươi, nhìn nó tươi. Đúng rồi, để cho cái tiệm net chúng ta nhìn nó tươi tắn, nhìn nó đẹp hơn các bạn ạ. À. Đó chứ nhìn như thế này nhìn nó cũng hơi chưa được đẹp lắm. Đó, ok. Rồi xe đâu? Ê anh ơi, cái này bình hoa nha anh, nhớ nhẹ nhàng giúp em xíu nha. Ghét mình đi sao, có ship đồ không chọi mặt mình không? Thiệt luôn á, thiệt cái anh này quá đáng thiệt sự. Rồi ok, thôi để cái bình hoa lên nè. Ồ, trang trí đẹp liền các bạn. Ôi mà cái bình hoa bé tí tẹo vậy mà tận trăm mấy đô luôn, đắt dữ vậy. Đắt quá, mà hồi không sao. Để bàn ok khách đi, để lên cái bàn của khách là khách thích liền gì đó. Ok rồi, bàn nào là bàn VIP thì sẽ có hoa nha quý khách ơi. Đây bàn này bàn VIP nè, ngồi bàn VIP là tiền đắt hơn nha quý khách. Dạ ê bây giờ còn dư chậu hoa giờ làm gì vậy Sam? Chỗ này để hai chậu rồi nè, còn dư chậu này thôi chắc để bên bàn luôn đi. Hai chậu hai bên gì đó, mình để hai chậu hai bên đi. Đó bàn mình là bàn giám đốc mà, đúng không? Đó okay. Đây nè, tôi thấy ở đây nó có bán mấy bức tranh nhìn cũng rẻ quá nè, hay mình mua luôn đi nha. Có tranh con cừu hay con cún gì đây nè. Đây nè, tranh con kiều nè. Đó mình sẽ mua mọi thứ một bức luôn đi. Đó mình mua mọi thứ bức luôn đi, bức nào đẹp đẹp mình cho mua. Cho người ta vừa rồi. Chơi game vừa ngắm cảnh mà còn vừa gọi là ngắm nghệ thuật. Đúng rồi. Ôi, ui anh nào làm rớt tiền nè. Ô, ai hình như ai mới vừa lấy thùng PC của mình hay sao á, xong bị bảo vệ đánh á. Trời ơi. Thấy không nè, đập dạng PC của mình này nè. Trời ơi là trời. May mà có anh bảo vệ anh canh cho mình á, có ai mới vừa trộm thùng PC của mình này thấy không? Rớt con chuột, rớt bạc phím xuống đây hết rồi nè. Rồi đây mấy bức tranh giao tới rồi đây. Giờ đem vô dán lên nha. Mình sẽ để ở chỗ của mình một bức. Rồi, bức chỗ này. Trời ơi, wow, à. Đẹp quá, ok. Quá à. Rồi bức tranh hình mấy con cừu nè, mấy con cừu này dễ thương nè, mình sẽ để vô giữa này nha, mình cho sẽ để ngắm. giữa cho khách ngắm nè. Đó, để vô, ok. To dữ, trời. Rồi bức tranh này thì mình sẽ để ở máy này đi. Đó, đẹp rồi. Trời ơi, nhìn cái tiệm mình nó thấy đầy đủ rồi đó. Đúng rồi, những cái tiệm mình thấy bắt đầu nó sang trọng hơn rồi đó Sam. Cũng đi ngược rồi. Ngược rồi. Hình như để ngược rồi. Rồi đó, cái này đúng nè, đó ok. Rồi bức cuối cùng này thì mình sẽ gắn ở đây luôn cho nó tiện. Đó, mỗi bức tường sẽ là một bức, sao hiểu không? Đó, ok, wow, quá trời đẹp. Còn đẹp á, con okay. Nét bắt đầu đẹp quá trời đó. Chung là hiện tại bây giờ là quán nét của mình với Sam là đã được mở rộng ra hơn mấy bạn ạ. À, và có thêm một cái dàn máy tính rất là xịn luôn đó. Thì với 6 dàn máy tính này hy vọng rằng bọn mình sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi, thì bây giờ tạm thời mình sẽ dừng tại đây nha các bạn. Để xem coi liệu rằng một tí nữa tiệm nét của mình sẽ phát triển cỡ nào. Và mình sẽ mua được bao nhiêu thùng máy tính nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Ok, bây giờ búng tay cái là bạn thấy là mình kiếm được nhiều tiền lắm, là mình mua hơi bị nhiều thùng máy tính luôn nè. Rồi ok mini, và sau gọi là hình như là chắc cũng khoảng hơn tiếng á các bạn ạ, hơn tiếng ngồi chờ đợi thì hiện tại bây giờ là mình đã có thể có thêm một không phải là một mà là hai luôn các bạn ơi, hai hàng PC mới nữa, là chúng ta sẽ có 4 hàng PC, mỗi hàng 3 cái máy tính, 3 × 4 = 12, chúng ta đã có được 12 bộ máy tính nha mini. Đó thấy không? À đúng rồi, 3 × 4 = 12 đúng không? Mệt, tự nhiên nói sai cái tự nhiên tôi ngồi nghỉ. Tự nhiên tôi bị hoài nghi các bạn, tiếng tôi tự bị hoài nghi về cái cách tính của tôi á. Ok rồi, nói chung là đó, giờ là mình đã có rất nhiều PC xịn luôn. Và mình cứ đứng ở đây, mình không cần làm gì hết, người ta vô ta ngồi ta chơi, xong tí nữa người ta đứng dậy ta lại đây ta quẹt thẻ là người ta tính tiền. Đó, quá đơn giản luôn các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại mình vẫn còn đang nợ đến tận 9.000 đô các bạn ạ. À. Ui! Này thì ăn trộm PC của người ta hả? Cái bà này thiệt luôn á. Không hiểu sao gái lứa ăn trộm PC. Gái lứa vô ăn trộm rồi xong ăn trộm PC xong đập luôn dàn PC ta rồi đâu rồi? Cái màn hình đâu rồi? Trời ơi, rớt cái màn hình của tôi luôn rồi nè. Quá trời quá đất thiệt chứ. Giờ phải xếp lại nữa nè, cái bà này kỳ cục ghê á. Ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã qua đến một cái bước tiến mới. Từ một cái tiệm net cùi bắp thì bây giờ mình với Sammy đã trở thành ông chủ bà chủ của một cái tiệm net rất là xịn sò như thế này. Và hy vọng rằng là trong tập sau mấy bạn quay lại thì mấy bạn
bạn sẽ thấy bọn mình sẽ có full nguyên cái phòng này toàn là máy tính luôn đó. Các bạn tin không? Chắc tầm ngày mai ngày mốt gì đó thôi là full cái phòng này toàn là máy tính luôn á. Đó. Đó là lúc đó mình kiếm tiền tiền tỷ mỗi ngày luôn á các bạn. Đó, mình kiếm mấy triệu đô một ngày luôn. Đó thấy không? Lại ăn trộm nè. Thấy không? Ăn trộm đem bảo vệ quýnh đó. Rồi lượm tiền nè. Rồi ok. Phải như mấy anh này nè vô chơi cái lại đây quẹt thẻ cái là xong rồi không? Nó có mấy trăm đô hay chứ nhiêu đâu mà cũng gọi là ăn trộm của người ta thì không hiểu luôn. Ok. Được rồi, có bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mà sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn nào thích video này và muốn một mình sẽ tiếp tục làm thêm nhiều những cái tựa game giống kiểu game tiệm net này nữa thì đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Hy vọng lần sau tiệm net chúng ta sẽ xịn sò hơn nha các bạn nha. Ok, Phong Sam Đậu Family tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách ở video lần sau. Bye bye.